Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Music Livestream lần thứ tư với chủ đề Traveling của trường âm nhạc và nghệ thuật New Kid. Xin chào mọi người, tôi là Phương Như, giáo viên của trường New Kid. Với chủ đề Traveling ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng một chuyến ngao du bằng âm nhạc được tạo ra bởi chính các bạn nhỏ tài năng của New Kid nhé. Mở đầu cho cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin được phép mời mọi người đến với một nơi mà khi nhắc đến hai chữ du lịch, đó luôn là địa điểm nhắc đến đầu tiên, không đâu xa lạ, đó chính là biển. Biển và du lịch là hai thứ gần như được gắn liền cùng với nhau. Bằng chứng là trong du lịch, người ta luôn có khái niệm 3S, sun, sand, sea, để đánh giá một địa phương có thể trở thành một điểm đến thu hút khách được hay không. Ai lại không muốn mùa hè nóng bức được đắm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh, chơi đùa cùng những con sóng, hay đơn giản hơn là cảm nhận đôi chân trần của mình được bước đi trên cát mịn, phải không ạ? Vì vậy, ngay bây giờ, Lê Hà Minh Anh sẽ mang chúng ta đến với những bãi biển tuyệt đẹp của vùng Caribe qua một sáng tác của nhạc sĩ Alan Menken mang tên Under the Sea. Đây là nhạc phim của phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, The Little Mermaid, Nàng Tiên Cá, và nó cũng là ca khúc đạt được giải Oscar cho hạng mục Original Song vào năm 1990. Với chất âm nhạc reggae pha trộn với những giai điệu Trung Mỹ Latin đầy lạc quan, đây sẽ là một khởi đầu đầy thuận lợi cho cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay. Nào, còn chần chờ gì nữa mà không hòa mình vào giai điệu vui tươi, sôi nổi cùng Under the Sea. Thank you.
chúng ta đã đến với vùng biển xanh và cát trắng. Thì bây giờ tôi xin mời quý vị khán giả hãy đến với điểm đến tiếp theo. Tôi sẽ đưa ra một số gợi ý để quý vị có thể đoán xem là chúng ta sẽ đi đến nơi nào không nhé. Đây là một thành phố ở châu Âu. Nhắc đến thành phố này, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự hào hoa, tráng lệ và đặc biệt là sự lãng mạn. Nơi đây có tòa tháp Eiffel nổi tiếng. Nói tới đây, chắc quý vị đã đoán ra rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là Paris hoa lệ. Những ai từng đặt chân tới thủ đô của nước Pháp này đều bị sự lãng mạn, sự cổ kính và sự hào nhoáng của thành phố này mê hoặc. Nhắc đến Paris, người ta nghĩ ngay đến những công trình kiến trúc đặc sắc của vương triều châu Âu, đến những con phố lát đá dài hàng trăm tuổi, đến những thiên đường mua sắm và thời trang. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, dường như ở Paris, ngay cả không khí cũng có vị của sự lãng mạn, khiến cho người ta dù chỉ mới đến đây vào lần đầu tiên nhưng đã chìm đắm vào tình yêu mãnh liệt với thành phố này. Với phần trình bày của Hoàng Bích Ánh Dương cùng với tác phẩm Holidays in Paris của William G. Locke, chúng ta sẽ được chất âm nhạc rất Pháp, rất nồng nàn và lãng mạn dẫn dắt qua những con phố của Paris trong chuyến du lịch bằng âm nhạc của mình. Nào, hãy nhắm mắt lại và cùng đi nhé! Lãng mạn. Tiếp theo sau đây, Phạm Thái Hân sẽ đưa chúng ta đến với vũ hội Carnival thông qua tác phẩm February tháng 2, trích từ tổ khúc The Season của nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky. Tchaikovsky là một nhạc sĩ vĩ đại không chỉ của riêng nước Nga mà còn của toàn thế giới. Các sáng tác của ông mang đậm tính trữ tình, giàu cảm xúc và nó giúp cho hậu thế có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tư, tình cảm, khát vọng của người Nga dưới chế độ Nga Hoàng. Ông viết rất nhiều thể loại khác nhau và có những tác phẩm trở nên quá nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc thế giới như Overture 1812, Ballet Hồ Thiên Nga, Kẹp Hạt Rẻ. Tổ khúc The Season của ông là một tổ khúc 12 bài viết cho nhạc cụ piano. Mỗi một bài tượng trưng cho một tháng và một chủ đề trong cuộc sống sinh hoạt của người Nga tương ứng với tháng đó. Tháng 2 là lúc người Nga hội hè, họ tổ chức những buổi carnival, diện trên mình những bộ quần áo màu sắc và cùng nhau nhảy múa, cùng tham dự những buổi tiệc linh đình. Không khí nhộn nhịp, rộn ràng đó được khắc họa lại thật rõ nét thông qua những tiết tấu dồn dập của tác phẩm tháng 2, khiến người nghe dường như đang tận mắt nhìn những đoàn diễu hành bước đi trước mắt mình. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau tận hưởng không khí náo nhiệt đó thông qua phần trình bày của Phạm Thái Hân chứ? Nào, hãy cùng đến với những lễ hội tháng 2 của người Nga nhé! Thank you.
Du lịch không phải là đến và thăm những vùng đất, những địa danh, thắng cảnh mới. Du lịch còn đi kèm với những trải nghiệm, những hoạt động ta có thể trải nghiệm tại điểm đến. Đã bao giờ bạn đi du lịch chỉ để xem một buổi hòa nhạc, một vở kịch hay một bộ phim mà nơi bạn đang sống chưa có? Bạn có nhớ cảm giác đó không? Tôi nghĩ chắc chắn rất nhiều người đang xem livestream này cũng chợt cảm thấy nhớ những trải nghiệm tuyệt vời ấy phải không? Vì vậy, tôi xin được phép mời quý vị khán giả cùng nhắm mắt lại. Hãy hình dung đến một buổi hòa nhạc tuyệt đẹp của châu Âu. Quý vị đang mặc trên người những bộ lễ phục đẹp nhất và lịch lãm nhất của mình. Quý vị có đi cùng ai không? Nếu có, hãy nắm tay người ấy cùng tiến đến chỗ của mình. Giờ đây, khi khán giả đều yên ổn trong chỗ ngồi của mình, cả khán phòng bỗng chợt im lặng. Phía trên sân khấu chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng cái đại dương cầm và người nghệ sĩ. Hãy đến với không gian hòa nhạc thính phòng đầy sang trọng thông qua tiếng đàn của Nguyễn Việt Hà với tác phẩm Van Opus 64, bài số 3 của nhà soạn nhạc Ba Lan Frédéric Chopin. Thank you.
Mùa thu, nhắc đến hai từ đó, quý vị có hình dung gì? Với tôi, mùa thu là mùa của tán lá đỏ, của thời tiết dễ chịu, không quá nóng bức như mùa hè, không còn những cơn mưa ẩm ướt của mùa xuân, cũng chưa đến độ lạnh giá như mùa đông. Vì vậy, mùa thu cũng được xem như là một mùa rất phù hợp cho việc du lịch. Vậy, quý khán giả của tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến đi mùa thu của chúng ta chưa? Điểm đến kế tiếp là những cánh rừng bạch dương đang thay lá đỏ của nước Nga. Đúng vậy, chúng ta cùng quay lại nước Nga. Nhưng lần này, chúng ta sẽ tạm tránh xa những ồn ào náo nhiệt của con người. Thay vào đó, hãy cùng nhau hòa mình vào thiên nhiên. Hãy thả hồn mình để cảm nhận sự rì rào của gió qua các tán lá đỏ, của tiếng loạt xoạt của bước chân khi bước trên thảm lá khô. Dường như chỉ còn ta giữa đám rừng yên lặng, với giai điệu da diết, man mác buồn tựa như cảm xúc của con người vào dịp cuối thu trước khi đến với mùa đông lạnh giá. Tchaikovsky đã dùng âm nhạc để vẽ nên một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp của thiên nhiên và con người nước Nga thông qua tác phẩm Tháng 10, bài ca mùa thu trong tổ khúc The Season của mình. Nào, hãy để tâm hồn của chúng ta được chìm vào cảnh sắc mùa thu thông qua tiếng đàn của Nguyễn Phạm Nhật Anh nhé! Thank you.
tiếp nối chuyến lữ hành mùa thu của chúng ta, tôi xin được mời quý vị đến với Hàn Quốc, cụ thể hơn là đảo Nami của Hàn Quốc. Đây có lẽ là điểm du lịch được ưa thích nhất của nhiều bạn trẻ Việt Nam mỗi dịp thu về. Bởi lẽ, đến với hòn đảo này, mỗi khi thu đến, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự diễm lệ của những hàng cây bạch quả khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ hai bên đường. Trái với vẻ cô tịch của những cánh rừng thu nước Nga, mùa thu của Hàn Quốc như có gì đó lãng mạn hơn. Những cặp đôi dắt tay nhau ngắm cảnh lá vàng, những con đường phủ đầy những cơn gió màu vàng lá, và không khí lãng mạn tựa như một bộ K-drama mà biết bao người mơ ước đến. Mùa thu Hàn Quốc vẫn buồn, vẫn đầy hồi tưởng, nhưng lại thêm vài phần mộng mơ, mùi mẫn hơn. Tất cả đều được thể hiện rõ nét qua tác phẩm Reminiscence của nhà soạn nhạc Hàn Quốc Yuma. Tôi tin chắc rằng khi lắng nghe tác phẩm này, bỗng chợt trái tim ta lại có chút gì đó xốn xang, tựa như một ký ức cũ đã được nhẹ nhàng khơi gợi lại, như tên gọi hồi tưởng của tác phẩm. Với phần trình bày đầy nữ tính và giàu cảm xúc của Trần Ngọc Trân, chúng ta hãy để cho bản thân được xến một chút cùng với mùa thu của Hàn Quốc. Thank you.
chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình qua các vùng đất bằng âm nhạc của buổi livestream ngày hôm nay. Nếu từ đầu tới giờ chúng ta đã đi tham quan khắp mọi nơi từ Âu sang Á, từ xuân đến hạ rồi thu, thì ở tác phẩm cuối cùng này tôi xin được dẫn quý vị đến với xứ sở tuyết trắng mùa đông, Winter Wonderland, thông qua phần trình bày của Phạm Duy Đức và thầy Phạm Kim Long. Hãy đến với những mái nhà phủ đầy tuyết, với những sườn đồi, với những con đường trắng xóa và những mặt hồ đã đóng băng. Nhưng mùa đông ở đây không khắc nghiệt, không lạnh giá, mà mùa đông ở đây là mùa của những trò chơi ném tuyết, thực băng, của những lò sưởi ấm áp tí tắt ánh lửa, của những khung cửa ấm áp ánh đèn vàng, và đặc biệt là của sự háo hức của trẻ nhỏ khi Giáng sinh sắp tới. Đúng vậy, xứ sở tuyết trắng chính là nhà của ông già Noel, người sẽ mang đến cho các bạn những món quà kỳ diệu và mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Những niềm vui và hân hoan ấy sẽ được thể hiện qua phần trình bày sôi động của Duy Đức và thầy Phạm Kim Long. Nào, hãy đến với Winter Wonderland để tận hưởng không khí Giáng sinh an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào các số tiếp theo của chuỗi Music Livestream của trường âm nhạc và nghệ thuật New Kid. Xin chào.